Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay, đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40%. Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá FLEX050, bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chần chừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi. Anh chơi. Chơi một trận vui, chơi nhân phẩm đi anh. Nhân phẩm gì? Ờ. Đúng rồi, chơi vui một trận nhân phẩm. Vừa lấy bạn Sơn gọi nhỉ? Chơi kiểu Sơn nói được không? Sơn kiểu tài trợ 100k cho top 1 kìa. Toàn goblin. Được anh ơi, được. Nhá. Sợ đi ngủ mất rồi. Thôi kệ, thì có clip là được, để chứng minh là được, xong rồi hỏi sau. Okay. Thế được rồi, thì anh em chơi tiếp không? Pro ngủ rồi à? Hình như là Hoàng ngủ rồi. Thì cho anh em, bây giờ có anh em nào GTD vào không? Không là cho anh em kênh chat. Đúng rồi. An vào này, An. Béo chơi không? Vào đi. Có đứa nào chơi không? Không là cho anh em kênh chat luôn này. Cho anh em kênh chat anh ơi. Ờ. Thế thì cho anh em kênh chat pass luôn nhá. Từ xem nào. Đây, pass đây nha anh em nhá. Đấy. Trận này chơi vui, và nếu mà top 1 thì sẽ có giải của bạn Sơn nha anh em nhá. Đây tôi ghi bạn Sơn Nguyễn tài trợ top 1 cho anh em. Thì Goblin à? Goblin. Khó nhỉ? Khó phết đấy. Không ra Goblin. Luật chơi chơi Goblin không được chơi bất cứ con nào khác. Nhá, không được chơi bất cứ một con nào khác. Chỉ được chơi Goblin nhá. Thằng bèo vào bèo ngay. Từ đấy, thằng này thấy là lấy giờ là khó phải không? Ờ thấy 10 tiền. Lấy khó quá. Anh Tuấn ấy, em ơi. Em nghĩ ấy, là chơi kiểu là đã xác định chơi Goblin ấy thì đến round 15 tất cả với Goblin. Chứ còn không đi cái bộ gì xong lại đấm hết anh em như thế nó mất vui anh ạ. Chơi đồng Goblin nó mới vui. Thôi, thế thì như bạn Sơn đi, bạn Sơn bảo chơi từ đầu luôn nhá. Đấy là gọi là nhân phẩm mà, ông nào đéo ra được thì thôi. Đúng, ông nào mà đéo ra được nhân phẩm thì đấy là do ông đen, được chưa? Thì ông đéo có tiền thôi. Okay. Người ta đã tài trợ không rồi. Không được mất con nào ngoài Goblin lên bằng G đúng không? Trừ gấu, phải cho vất con gấu chứ. Không chơi gấu luôn. Nhân phẩm luôn, gấu là nhân phẩm đấy. Thôi, nó bảo chỉ được chơi Goblin ở đây. Đúng nói rồi. Rõ rồi. Chỉ được chơi chỉ Goblin. Chỉ có Goblin trên bàn cờ. Không được chơi cả Orc nhá. Tức là không được chơi cả Kira. con Kira đấy nhá. Chỉ được okay. Goblin được chưa? Goblin nhá. Bàn cờ rồi. Okay. Thằng nào ra bom sớm là người thắng. Ok chưa? Rồi, nào anh em đồng ý đi, bắt đầu đi. Hà đâu rồi? Juda đâu rồi? Em đây. Ấn đi, sẵn sàng đi anh. Anh sẵn sàng em à, anh à. Nhầm. Quên. Tức là không đủ quân mà không có Goblin vẫn không được vứt lên đúng không? Đúng rồi. Đấy là bỏ chơi nhân phẩm mà. Ok. Trận này chơi vui vậy này. Rồi. Ôi, lóc lại. Lóc lại. Được, có 3 con, lóc lại. ông nào không có là thua do quái đấy. Ông nào không có. Để xoay luôn nhá. Thằng nào. Đủ hết này. Được, có hết, đủ hết. Cấm được đưa con khác lên. Cấm được đưa con khác lên nhá. Giải thưởng 100k nha anh em nhá. Nó quái. Nhưng mà để ở dưới bàn cờ chờ thì được lấy con gì cũng được đúng không? Ừ, ông thích lấy con gì lấy. Nhưng mà để làm gì đâu? Làm tiền. Chỉ có mấy con được lui thôi. Thằng này rồi, có hai con Goblin này nó gấp được quái rồi. Được rồi. Còn mẹ đùa chứ, hôm nay đúng kiểu pho phát ấy, chơi cả một con rẻ một con ra Goblin được, một con Goblin này số đỡ rồi phải chơi.
chỉ được chơi Goblin nhá, nói rồi. Đúng rồi, không bắt con nào ngoài Goblin cơ. Ông nào sai luật loại luôn nhá, coi như thua luôn. Máy bay không, được mà. Không được, máy bay không phải Goblin đâu. Máy bay là mech, không phải Goblin. Tức là không được kích hoạt cả Wizard nữa đấy, anh em nên nhớ cái điều đấy. Đúng rồi. Nhá. Ý, nhiều Goblin thế nhỉ. Mày quá có nhiều 3 con Goblin. Ông nào vứt con khác không phải Goblin thì ông ấy thua nhỉ. Nó đỏ thế, nó Goblin 2 rồi nhé. Anh em check liên tục vào. Anh em check tôi liên tục. 47F1, 1 con Goblin ạ. Ờ, 47F1, 1 con Goblin. Thôi, đen rồi. Toàn ba con này. Roll đi, nó không roll nè. Ờ, được roll mà, được roll mà, được roll mà. Được không, được không? Được chứ, phân rồi này. Ai cấm? Ai yeah, thằng ngạo của con Goblin 2 sao rồi kìa. Ai cấm đâu, rồi. Được rốt mà, được rốt mà. Thôi, Echo luôn. Vui vẻ luôn. Ê, cười thật sự. Được ông ơi, đồ được luôn. À, tôi cũng đồ được luôn. Đồ đẹp luôn anh em ơi. Xong rồi. Còn mẹ nữa. Chết rồi, không ra, rôn không ra. Không ra thì rôn đi. Rôn không ra, không phải ăn game. Rôn rồi không ra. Rôn đi, rôn đi. Ô, Echo, nó sao lại bán con kia rồi. Luôn ạ. Ui, Echo Robin luôn ạ. Ui, thằng nào đây? Sisu kìa. Sisu khỏe quá anh em ơi. Ờ nhưng mà vẫn thua này. Hợp lý nhỉ? Số Echo hợp lý nhỉ? Số đông anh em ơi, số đông đẹp lấy thịt đẹp người. Chết rồi, không có Goblin phải roll thôi. Roll. Bay rồi. Roll phát nữa được không? Thôi tiết kiệm. Round sau roll. Thằng ngạo nó khỏe lắm. Nhiều khỏe hết, nhiều khỏe. Chơi cái bộ này nhiều tiền lắm anh. Có 5 con chưa? 4 con chứ. Ông Hà mà không chuẩn bị đi á, tí nữa ông Hà còn bán hết cả quân đi kìa. Ui bác tay rồi. Thằng ngạo mới khỏe. Không, tôi nghĩ ông Hà mới khỏe. Hà khỏe á? Ít tiền last roll nữa 5-6. Ui, ngạo khỏe khỏe lắm. À đâu? Ngạo đây mà, ngạo khỏe lắm. Ngạo có free roll rồi này. Roll tiếp anh em ơi. Cái lửa. Đây rồi. Đây rồi. Còn mẹ nữa. Ui. Rồi mất bao tiền. Anh em ơi, roll ở 5 thôi anh em ạ. Nhỏ nó nhiều. Roll ở 5 thôi. Chơi cái này phải roll ở 5. Thằng nào up cấp cứ để nó up cấp. Đi gặp ngạo rồi. Ui, KZ bèo. Ui, khỏe quá này. Ui, ui, tự nhiên lại được có một cái free roll. Ồ, hay quá. Trò chơi nhân phẩm. Roll luôn. Mà chơi cái này mất rất ít máu bởi vì toàn có 1 tiền. Ừ nhỉ. Đúng thật. Echo ngon mà, tôi nói Echo lại ngon. Không, ông thằng ông có ấy mà, ông thằng ông có công nghệ mà, ông cũng free roll được mà. Nhiều bài hát ấy, hai ba con bay xuống. Anh nồi hai ba con bay xuống dưới luôn. Thằng ngạo có 2 con 2 sao rồi kìa. Ông Hà mà không có có lính nhá, đến rau tôi nghĩ là toàn là quái hơn một lần nữa rồi. Anh Tuấn còn roll khô máu đấy nhỉ? Ừ, roll để mạnh tí, có free roll tí nữa. Ôi ông Hà ba mấy tiền được. Không sao. Mình cũng có free roll.
rồi. À, gặp Long Sina. Long Sina có xung kích. Ui anh ơi, không phải là mất ít máu đâu, mất nhiều máu đấy, còn có 6-7 máu này. Ừ, đấy là do em không chịu gôn thôi. Ui trời ơi, sao ngạo gì mà anh thế này ta? Nó rôn mà, nhìn tiền đi. Ôi. Rôn tiếp anh em ơi. Rôn tiếp cái nữa. Một cái nữa. Rồi ok. Ok nhờ. Ngạo còn 5 tiền kìa. Ngạo áp 6 rồi. Ngạo áp 6 rồi. Mình 9 nha nhỉ. Ôi 9 mét. Ờ thì đánh thế này phải có bom mới đủ bộ à. Đúng rồi. Ờ anh kìa. Ờ có phải tính toán đấy. Không là đéo áp cấp đến lúc không ra được con bom đi ăn cứt. Thua này. Zudan nó có cái blink. Không phải tính toán đấy. Ờ, xe không hề nếp quái này. Quái tất ngôi thôi. Nếp được không? Xe không hề rôn nếp ra. Ui, đang lên sớ rồi. Không, nhưng mà chưa nếp quái được đâu. Phải luôn tiếp. Còn tiếp đây, còn tiếp đây. Đâu đâu, không rôn nè. À đâu, có mà linh dụng con. Rồi đéo ra. Ờ, thế thì lại toang ra quái rồi. Tài rồi, qua đây nhìn. Anh em qua đây nhìn đéo quái này. Lại toang ra quái rồi. Đây mới là nhân phẩm vậy. Đấy. Wow. Đây nhiều mấy con kia không mua được. Ui ngạo nó cũng ra bên hôm rồi kìa. Ôi sao nhiều người ra bên hôm thế nhỉ? Chết rồi. Chết rồi, đéo ra rồi. Nhà trên này sánh nhờ. Bèo nó ra Velom kìa. Ủa? Bèo ra Velom. Nó mê vật 6 mới ra nhiều ra. Khỏe rồi. Lắm. Mà thằng Bèo khỏe lắm nhá, toàn 2 sao thôi. Thôi từ từ đấy anh em ạ. Tiền bây giờ cũng phải lên một tí. Khá đáng sợ. Thực ra con Venom cũng yếu mà. Chả giải quyết được vấn đề đâu. Ra bom cơ. Vấn đề bom phải lên 8 cơ. Đúng rồi. Venom không có gì khỏe lắm. Chết rồi, không thắng được, không có mét sao chơi. Thằng Ngạo khỏe quá. Nội chiến thì cũng khỏe thế. Không phải bởi vì thằng Ngạo nó có mic ấy. Nó thắng là nó có mic liên tục ấy, hiểu không? Làm gì có ai gỡ được, đỡ được nó đâu. Rồi Ngạo trở lại top 1 rồi. Có tiền rồi. Thôi 30 tiền rồi. Lấy đánh lan làm cái gì. Tí nữa Velom nó yếu à. Tí chơi bom thôi, lấy đồ cho bom thôi anh em ạ. Ôi, làm sao dữ quá. Thôi giờ tiết kiệm tiền thôi anh em ạ. Rốt từ từ. Rốt
Chưa có ai, chưa có ai ấy được thằng Ngạo à? Ủa còn hai sao kìa, ai đánh nổi nữa. Với cả đồ của nó ấy, ông nhìn đồ của nó cho BH ấy, khỏe lắm. Áp 7 rồi kìa. Ngạo vô địch rồi. Ngạo vô địch rồi. Lấy búa xét thôi anh em ạ, à. Lấy chấm nan làm gì. Long cũng khỏe lắm này. Ông ba con hai sao. Mẹ, bắn đúng chỗ đấy. Không rồi. Nếu công nghệ mech. Ừ, không có công nghệ mech nhưng mà tôi có công nghệ mech nhưng tôi luôn nó đéo ra. 8 thằng chơi Goblin thì nó sẽ thế nào? Nó sẽ không có Goblin để chơi anh ạ. Nó sẽ như này đấy. Không thể đủ rồi. Cho này vui anh ạ. Cho này vui à? Rồi bây giờ ông Hà đép quái kiểu gì đây? Ông Hà lại đép quái à? Đi rồi. Chưa thấy có một trận đấu nào mà round 15 đã hết sạch máu, còn 22 máu này. Quái nó đóng góp khá nhiều máu ấy. Tí nữa để xem thằng nào ra bom trước rồi, lên 8 thôi anh em ạ. Tầm này lên 8 kiếm bom thôi. Cần đeo gì. Ôi có quá luôn rồi. Rồi. Nhân phẩm thôi anh em ơi, nhân phẩm thôi lên 8. Nó sẽ quái khỏe rồi. Nếu công nghệ mất luôn. 3 tia thôi anh em ạ. 3 tia thôi. Công nghệ luôn. Em roll từ lễ phải 3-40 tiền rồi không? Roll 2 phận đều rồi. Ui Heaven Bomber Whisper. Ui rồi này 50 tiền rồi. Đừng lãng phí anh em ạ. Trong cái lobby khốn nạn thất. Đừng lãng phí. Đây. Ôi, tin cơ bị bớ này. Có gì em? Bên Long nè. Bên Long có từ lâu rồi. Khỏe quá. Ôi, thì chết rồi, thua này. Nó có cái bờ linh. Thua đi, thua đi. Vì thằng Ngạo nó đi 750 tiền kìa. Nó khỏe lắm. Không có được trò đâu rồi, chơi lại nó nữa. Vì từ nãy em không ra thêm Goblin nào ạ. Khai nãy lâu rồi. Ơ. Ơ kìa. Ơ kìa. Tôi rồi hết tiền đều ra luôn ạ. Sida với cả đài ạ. Lên 8 cũng có nhét được con nào gì vào đâu, phải rôn. Ui, Zuda khỏe quá. Anh ba con hai sao. Cứ kêu. Không, nhưng mà của anh nó yếu, nó không có đồ. Blink xịn hết. Ui, cô khỏe tất cái luôn. Trời ơi, ngộ. Ngộ tấn rồi. À, game nhân phẩm đã lên rồi. Tao bắt con Doom vào được không? Ui, ui anh cứu lên ông hai này. Nếu thế tiền hết mà, run hết tiền mà. Anh em cứ canh nào gì, tôi hết tiền. Ui, thằng Ngạo lên 850 tiền ạ. Ừ, thôi, nó là vô địch rồi đấy. Nó vô địch rồi. Xong rồi giải ở top 2 nhỉ? Úi giời, lấy gì mà ăn nó đây. Vì lòng 2 vẫn thua này, không hiểu. Vì lòng thua đâu mà thua. Thôi lại tích tiền anh em ạ. Lại yên tâm tí lại tích tiền.
chơi cái này nó hơi bị bó buộc ấy. Có khi trận sau lại phải cho chơi gấu ấy, cho chơi gấu ấy nhỉ. Thì nó mới lật được chứ, đúng không? Thứ nhất. Có khi lại làm trận nữa nhỉ. Trận nữa thì nếu có tài trợ hay là xí xóa trận này, xí xóa trận này chơi thử. Không. Không, để xem anh em Sơn Nguyên trao cho. Ví dụ như là mình sẽ chọn một trong hai trận, đúng không? Không anh ạ. Bây giờ trận này 50k thôi, trận sau 50k anh. Ờ, thế cũng được. Ôi anh, sao nhỉ? Chứ thế kia thì gỡ thì đéo là được, hiểu không? Ví dụ như nó quá mạnh rồi, nhân phẩm quá cao thì không thể đỡ được. Cái kìa, Hà đi rồi. Bom rồi. Có bom rồi hả? Lấy đâu ra? Ôi, vừa phải. Không, nhưng mà nếu mà chơi gấu ấy, chơi gấu xong rồi nó tự ra con bom ấy thì vẫn có lật được kèo đúng không? Vẫn lật được. Đúng. Còn chơi kiểu này thì nó lại một chiều quá. Ông kia thắng thì mỗi lần phải reroll một cái. Ông nhất mỗi trận 50k nhé anh nhá. Để làm trận nữa. Trận sau được chơi gấu. Trận sau được chơi gấu. Chỉ duy nhất gấu thôi nhá. Đúng rồi. Chỉ chơi một con gấu thôi anh. Có ai bị toang ra quái không? Em toang ra quái. Toang nhiều người lắm. Đúng hiểu. Đau tập tiêu. Nhiều người toang lắm. Chắc có thằng Ngạo ăn được. Ông top 8 kia cũng ăn được. Chán thật sự. Roll một cái. Roll hai cái. Nếu có gì anh em ơi. Trận sau được chơi ấy nhá. Chơi nhưng mà chỉ cho chơi vất một con gấu, một gấu 2 tiền thôi. Có ra gấu khác thì chỉ bán đi mà lấy tiền. Ừ. Không, thôi. Nếu mà nó chơi gấu thì được chơi hết đi, được chơi cả 3 con đi. Hả? Thế thì nó lại quay sang đánh con gấu anh. Nó quay đánh con gấu. Không phải goblin đâu. Ừ. Goblin gấu, chơi goblin gấu sao đâu. Không được. Nghe thằng Ngạo nó đủ bộ rồi này. Không, Judah nó nói đúng đấy, không được. Không chơi được đâu. Thằng ngạo nó đủ 6 goblin rồi này. Có bom rồi hả? Đủ 6 goblin rồi. Nó là con ấy. Cá lông. Sợ thế. Rồi up cấp rồi. Up cấp chẳng may nó lại tự ra một con. Cấp 1 rồi, tiền nó phía kia đi. Giờ ai ăn được nó? Anh Long nhìn cũng yếu. Long đuôi quá rồi. Nó hết tiền đất ra. Thế trận ừ, này 50k nhá, trận sau chơi tiếp nhá. Nhưng mà chơi thêm trận nữa kìa. Vãi. Trận nữa. Anh em máu chiến đấy nhở. Bọn này đam to nhất. Đam to nhất là tình cơ. Long đi rồi, Long sắp đi rồi. Chơi cái này chả phải xếp đội hình quá gì nhỉ. Cứ thế thôi, để cho nó tự ra. Anh em nhìn này, ui dồi ôi. Sợp toàn goblin luôn. Qua xem thằng Ngạo chơi. Gặp rồi. Anh vẫn có Venom 2 rồi. Có từ lâu rồi em ơi. Đây này, búa phép chống hồi máu này. Khỏe quá. Long đi rồi. Bây giờ Ngạo đi đến nhà nào, nhà đấy mất mấy mấy máu à. Tôi chắc có phải ghép với chống hồi máu anh em ạ. Chống hồi máu. Búa xét chắc. Chín vua dễ hơn á, nhưng mà chín vua đây là kèo của viewer, không phải kèo của ai. Chín vua không vui anh ạ. Đúng rồi. Chín vua không vui. Yeah. Cái này là roll mà, nhỉ? Yeah. Đúng. Vì Ngạo. Ai chơi được thằng Ngạo. Cái này để dành ghép party anh em ạ.
Ui, thằng Bèo cũng khỏe lắm. Ừ, ăn được này. Ui, cứ tưởng ăn được mà nó lại dừng lại. Cái con Reaper mãi không lên được 2 anh em ạ. Rốt mãi chả lên được 2. Cái này phải rốt được 8. Nó lên 9 đấy kìa. Ôi, chuyện này nó lên 9 đâu rồi anh. Ờ, nó lên 9 lên 10. Nó cứ thấy nó up dần thôi. Thử bộ Goblin ai đánh được. Nhưng phổng quá nhỉ. Vừa lấy kiểu không hỏi kỹ ấy, nó đi ngủ mất rồi. Sơn Nguyên nó đi ngủ mất rồi, không hỏi kỹ là có được chơi Wizard không ấy. Không anh ơi, mình cứ tự dắt lớp đi. Chơi này vui mà. Ờ, thôi nhưng mà nó bị một chiều ấy, nó không có cơ hội để có thể lật kèo được ấy. Có này, có. Vẫn có cơ hội lật kèo cơ. AI luôn này, thua quái luôn này. Chiếm lan. Đồ khá ngon đấy chứ. Món này chưa lấy vội anh em ạ, từ từ đã. Vẫn có cơ hội à? Vẫn có cơ hội lật à? Có này, có này. Sisu ra được cái gì rồi? Không ra gì đâu. Sisu đủ rồi kìa, cũng đủ bộ 9 mech rồi kìa. À 6 mech rồi kìa. 666 Goblin. Có cơ hội đấy. Lên 9 luôn không anh em? Lên mẹ 9. Biết đâu lại ra được. Lên 9 đi anh em ạ. Đồ này đi. Ui, cả đồng 2 kìa. Ui. Cái gì vậy? End game mẹ rồi, còn thừa một quả trứng kìa. Cả đồng 2 búa xét. Ui, lấy mà linh đi. Lấy rồi. Zuda đi rồi. Ôi. Được. Ui, một máu. Cho xin con bom đi. Cắt được chuỗi gạo này, Sisu cắt được chuỗi gạo này. Ừ. Ăn chứ. Được quá nhờ. Thế chưa biết ở đâu, ta lông 2 rồi. Thật sự. Thế mà cũng sống ở ra 30 đây anh em ạ. Em đéo có cờ vất vào này. Đến con bom nữa thôi. Làm Sisu đi rồi, mất cái máu lắm. Đi rồi. Grand Blink. Hai thằng đủ bộ Goblin thì ăn hết rồi. Hai chín rồi. Có khi là tôi đi ở trong này không nhỉ? Ờ, bộ này làm sao có đủ máu. Sợ đi trong này. Đánh thêm một trận nữa nhá Lê Nguyên nhá. Có đánh thêm một trận nữa. Phải quá. Đấy nhiều lắm ấy chứ, 17 máu ấy chứ đâu có ít đâu.
giờ để hai thằng kia cũng 50 tiền cả hai đứa đấy. Một đứa level 10. Cũng chỉ thêm được một con Goblin thôi mà. Không được kẹp cả hồn máu. Chỉ xuống 30 nó ra 3 tiền thì vô địch. Có rồi đi, có cái ghép rồi đi. Có rồi. Ô thua. Thua sao được. Nhấc tài hộ. Ui nhưng mà tôi có khi toan ra quái này. Ăn được không? Chung ăn được không? Vẫn chân đến nít mà. Roll một cái. À kia cái ăn ghê không ta. Chung giống nếu ăn được lắm. Karatabin vào được em nhá, tí cho Karatabin chơi. Ưu tiên các anh em GTD. Có tên GTD. Toàn là quái thật này. Rồi ba tia rồi. Ui giời ơi. Thôi, quit game luôn anh em ơi. Thôi chịu thua luôn. Tôi chịu thua luôn. Ba tia rồi. Không, bây giờ phải để cho bọn nó cân bằng là tôi sẽ bán hết bài đi anh em ạ. Tôi sẽ không cho bọn nó lấy đồ. Được không? Run hết tiền. Không cần vào lịch luôn. Cho cân bằng hả? Đấy rồi mà. Có mà, không có đồ đấy. Ờ, đồ bay sang hả? Sao đều vậy? Cảm ơn nhé. Có nhiều đồ không? Nhiều lắm anh ơi. Vãi thật. Ca lông ba tia lúc, ca lông ba tia bắn đau lắm. Ừ, ngạo chưa chắc là top 1 đâu. Có Blink à? Blink ca lông ấy. Máy bay được chưa em ta? Không được. Không. Không, 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 không được máy bay. Tuấn cơm gà nhất team, gà nhất team là top 3. Cay thật. Chơi cái bộ này thì không có gà hay là pro đâu. Ừ. Không, nhưng thực ra có một cái đấy là biết roll như nào ấy cho hợp lý là được. Giữ tiền như nào, vừa lấy xài tiền cũng không chuẩn lắm. Ui dồi, nó bắn đấy. Ôi, Sisu vô địch rồi. Ơ, nhưng con Velo vẫn một à? Ồ, thì chưa biết đâu. Con Velo vẫn một thì chưa biết đâu. Ủa thua. Có khi thua á. Không thua được. Thua. Thua. Thua rồi. Ừ, đúng thế nhở. Tiền nhiều để mà làm gì? Up 10 đi. Tiền nhiều mà làm gì? Rony. Không được chơi. Rony con bom lên nào. Yeah, Tinker kìa. Ui. Lên được 3 con đấy rồi. Khỏe quá. Ủa sao không đưa Blink cho Calong nhỉ? Ờ, tại sao không đưa Blink cho Calong, lại đưa Blink cho con Tinker làm gì? Em có ấy rồi mà. Ui, nhìn nó bắn kìa. Nó rũ gì vậy? Có gì ta? Có gì phép rồi mà. Thì sao? Có gì? Đưa hết đồ ra skill nhanh, clear nhanh chứ thua kìa. Ừ, lại thua này. Có RO thì kệ RO chứ Blink vào. Đúng rồi. Thế sao lại tiếp sao? Cái Blink nhỉ? Sao máy em bị đơ rồi? Sao máy em bị đơ rồi? Máy em bị đơ à? Nhưng mà có ai bao lại được không? Không bao được, không có ai ở vị trí trọng tài cả. Không bao, không bao được, không bao được. Đi nào. Không bao được. À, Zuda trọng tài mà, Zuda bao được. Chủ phòng, em chủ phòng nhưng không bao được, không bao được. Thế á? Để em vô lại được rồi.
Các anh em mà không phải GTD thì các anh em tí nữa các anh em phải đợi nhá. Nói chung là sẽ có một trận nữa nhưng mà phải đợi cho các anh em GTD vào hết thì các anh em mới được vào. Tôi ưu tiên cho các anh em có chữ GTD ở đầu, có tên nhá. Nhưng mà không có biết Sơn Nguyễn là ai nữa. Tôi cũng chả biết Sơn Nguyễn là ai. Thì từ 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 bình tĩnh. Người ta nói chung là người ta cũng xem mình thì cũng đàng hoàng, xem nhiều. Ui khỏe nhở. Sao không cho bờ linh cho con cá lông nhở? Đây để em cho. Ok để thử nhá. Thử đi khỏe vậy này. Thằng ngạo nó cá lông nó yếu. Anh em rất là xin lỗi anh em Lê Nguyên nhưng mà tôi phải nói thật là nhiều anh em GTD lắm. Đấy cũng rất muốn chơi. Bây giờ mà chả nhé lại không cho các anh em GTD chơi thì rõ ràng là tôi có lỗi, rất có lỗi các anh em GTD. Bởi vì họ đã phải mất tiền để mà bỏ ra để mà chuyển cái tên. Đấy là cái điều chắc chắn. Mà sao thằng bèo kia nó đâu vào nhở? À ở thôi trận này thì cũng không full GTD. Cho thằng KZ vào cũng được. KZ bèo. Mẹ cứ chứ còn tí nữa ấy mà full GTD ấy thì thôi, KZ bèo cho nghỉ thôi. Nói chung là cứ phun đồ cái nào liền. Cầm đánh kìa. Nó. Có rồi, cầm đánh có rồi. Cầm đánh 2 cơ mà. Cứ phun đồ cái nào liền. Thôi cầm máy bay thôi. Cầm đánh 2 kìa. Chén cuối à? Nhớ xe bom nhỉ? Hết giờ rồi. Nhanh, ghép nhanh. 7 con kìa. Ô, sao có 7 con? 9 con kìa. Vứt quả trứng không được à? Không được, không được. Trứng Goblin đâu. Trứng không phải Goblin đâu. Anh em GTD thì tí nữa anh em chuẩn bị nhá. Ôi có bom à? Bom khỏe nhỉ. Đấy, cái nào vẫn khỏe hơn. Còn này giáp nó trâu mà, nên là bom. Chơi bọn này mất máu mỗi lần mất có tí máu ạ. Sốt ruột thật đấy. Chơi đôi máu đi, nhanh lên. Hết tiền rồi. À. Ra nhiều con 5 tiền vậy đấy nhưng mà đéo có con nào dùng được ạ. Chỉ cần ra. Ui nó ra bom rồi. Ngạo ra bom rồi. Thua. Không không. Nó ra mà. À ra rồi. Giờ mới để ý. Nhưng mà nó vẫn thua mà. Nhưng Calong bắn ngu vậy kìa. Bắn được có một con kìa. Bắn ngu thật. Em chịu. RO bắn được có một con kìa. Vãi đái thật. Ui. Thua. Không, chưa chắc thua. Đồ con này thế giới hơn. Rồi, ai bắn được một lần cuối à? Em bắn trước. Có cấm đánh lợi hơn. Không chết. Con này nó có cấm đánh nó đều bắn được, đúng không? Thắng rồi, con này không ố. Ơ sao nó lại bắn được thêm lần nữa? Bắn trước em. Vô lý vậy. Dày Nếu hiểu kiểu gì. Dày vậy. Trận sau có thế nha anh em nhá. Chơi Goblin. Ủa? Cái con gấu 2 tiền nó bỏ vào vô có được up sao lên không? Được, được up sao nhưng mà cứ chỉ có một con gấu 2 tiền thôi. Chỉ được gấu 2 tiền thôi nhá. Không được gấu mấy con gấu kia đâu. Không là dồn đồ cho mấy con gấu đấy thì kinh á. 12% khó nhỉ. Bây giờ nhá, chơi Goblin mà để cho con gấu phép vào thì nó kìa lia nhanh lắm. Đúng rồi. Sao lại cứ vứt cá lông bên này, không vứt cá lông bên kia? Chết tim đấy.
Bắt cá lông bên kia. Ui, cái lông ghê vậy, lên tên nữa. Cái lông này dùng đi phép họp là lỗ. Đúng rồi, vì phép họp cho bông ngon hơn. Bởi vì là nó chưa bắn hết một lượt, nó đã đi phép rồi mà. Tính ra thì chỉ nên lấy cái hồi skill thôi, đừng có ghép. Đúng rồi. Ôi, thôi là đi luôn đấy. Chưa thua luôn. Càng đấy nhở. Vào quyết định này. Vào cuối rồi. Ừ. Ôi xem có món đồ ngon là ngon này. Nhạo nó có 3 tia nó ăn đấy. Ừ. Về căn bản là con Velomancer bên này thì nó lại không có cấm hồi máu. Thiếu món đồ cấm hồi máu hơi yếu. Giờ mà ra cái búa thì ngon. Bây giờ ra búa set 2 cũng được. Búa set 2 bên này Sisu. Chết rồi. Em cuồng trời. Không, không thua quái, cả lông 3 tia cuồng không sao quái. Khỏe lắm, không thua được. Cùng vậy mà căng thế nhở. Ờ mà thế mà cũng chưa được đến ra được 40 đấy. Căng phết. Có cái gì? Ờ, cầm đánh nữa. Bom nè. Đồ chán vậy. Vất đầu cho bom, vất đầu cho bom. Được. Thôi. Giới hai cầm đánh luôn. Cứ ghép đi, không có gì được phí đâu. Một con chết thì còn con nữa cầm đánh. Lấy lốt đồ đi, cho ra cuối rồi, lấy lốt viên ngọc đi. Sao bom để thấp vậy? Bom để thấp thì thua rồi. Được 2 quả rồi. Thua rồi. À không, chưa. Không, thua rồi, thua chắc rồi. Ngạo nó có ấy mà. Ngạo nó có trừ giáp kìa. Trừ giáp hút máu cuối. Hút máu cuối kìa. Ơ nhưng mà nó không được hút máu. Cái hút máu cuối này nó không được hút máu. Hút máu cuối được anh. Nó bắn nó có hút được đéo đâu. Nó bắn trưởng ấy, nó chỉ bắn thường nó hút được thôi. Cái hút máu cuối là bắn trưởng được mà. Bắn trưởng cũng hút được á? Vâng. Ờ. À, sao anh thấy nó không lên nhỉ? Hút máu cuối à? Cái viên quả tim ấy. Không, anh bảo cái mặt lạ điên cơ. Anh em vào đi nhá. Hai slot này. Còn 2 slot thôi, pass là 6 số 9 nhá. Kích HP à? Kích đi. Cho thằng GTD thúi vào. Đấy rồi, rank queen luôn. Đéo hiểu ai ạ. Ui, ông nào bên trời. Chơi nhá. Bây giờ vào ấn xem có kết bạn không. Có kết bạn thì là người quen luôn này. Đổi tên vô vào phần. KZ Bèo. KZ Bèo kích mẹ Long Sida đi. Cho một ông nữa vào đi. Long Sida chơi để rồi. Có gì nữa? Đúng rồi. Kích mẹ Long Sida. Long Sida có tên của GTD nào đâu. Cứ thích được chơi. Hợp lý. Đùa nhá. Sẵn sàng nhá anh. Ừ. À anh chưa sẵn sàng à? Đấy. Nhưng mà từ lần sau là đéo cho Béo chơi đâu. Không có GTD thì không cho chơi. Đúng rồi.
Long Sina kích là đúng rồi. Có bao giờ đổi tên thành người đâu, đổi tên D ở đâu. Long Sina là ở cát của đầu, em. Đau đầu, không, 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 Linh là con nhau quái. Ờ, sợ nhỉ. Mày thế, trận trước của Goblin. Không, nếu không có là phải roll đấy. Đau đầu roll kiểu gì á? Chứ toàn rau quái thì chắc... Không, đến rau thứ 3 là roll được rồi. Không vào trong... Trong Discord. Có Goblin rồi. Ui, may quá, cũng có Goblin rồi. Được quá nhỉ. 47F1 lại không có Goblin à? Quá đen. Thì em lên cái gì? Đấy lắm. Thì em lại đái. Chơi hài với cái đái ạ, à, anh em ạ. Nếu có Goblin luôn. Để Goblin, à để có tên lâu rồi thì vào Discord đi, vào Discord. Vào Discord chơi đi. Mẹ. Chả biết là ông là ai luôn. Thì 47 à, đúng rồi em. Ui, 47F1 tự nhiên có thêm 2 con Goblin. 2 con luôn, 3 con luôn nhỉ? 3 con luôn, mình vẫn mới chỉ có 2 con. Sisu khỏe nhá, Sisu khỏe nhá, anh em nhìn này. Bác được trải bồ cáo không anh? Được. Ôi. À không được xài các con gấu khác, chỉ được xài con gấu 2 tiền. Chỉ con gấu 2 tiền thôi. Hay vãi đái. Tiền để tới miệng rồi. Ủa, chán thế. Mỗi round ra được có một con ạ. Mẹ thua rồi, cột kia kìa. Ôi, ngạo có gấu nữa này. Thôi. Cũng lấy chọn luôn 100 thôi. Ừ, lại có thêm mấy chục phần trăm là ra được con bom rồi. Mình chưa có cơ hội nào ra con bom. Ê, ai lại thế? Không, có con gấu cũng ngon đấy. Có con gấu vứt vào kiếm tí tiền cũng được. Hai một tính chất. Không hiểu luật á. Sao vẫn có ông hỏi nhở? Ông Minh B vẫn hỏi nhở? Hai một tính chất. Giải thích rất là căn bản, cặn kẽ đấy rồi. Có một Linh à. Lấy một Linh trước này. Cũng uống ngon hơn anh em ạ. Đủ đam thôi. Đấy ngạo nhá. Ngạo có 2 sao rồi hả? Không không, ý là xem có con bom sống em. Thấy. Ui vẫn thua đấy. Không hiểu cái gì ạ. Là sao? Thế mà vẫn thua được. Chán thật sự ấy. Rút nhẹ cái. Ôi may quá ra được thêm con gấu nữa, bán lời. Được thêm một lần rôn. Ra là con gấu thêm một lần rôn. Con gấu 2 tiền vẫn được lên 2 sao đúng không? Phải không? Được. Ok. Ui 47F1 xanh lắm. Không được chơi gấu xin. Thằng nào có gấu xin kia. Không được bỏ gấu xin vào. Ờ. Bán đi mà lấy tiền thôi. Không được chơi cầu xin. Để thì chết đấy. Sao có Berlin mà vẫn yếu vậy? Thua rồi. Mẹ, cứ đánh bị thua đấy nhở? Hay nhở? Long Sida làm giám khảo đó, trọng tài đó, vị trí trọng tài. Phải rôn. Úi, đéo có là sao? Đéo có gì là sao? Chán vậy. Thằng ngạo thế kia mà nó vẫn chơi cô kìa. Nó không thắng được thì nó phải cô đâu. Anh có lên level 5 đâu, anh up từ level 4 mà.
Ui giời, hai con 2 sao rồi. Hai con 2 sao, kinh vậy. Đúng 7 F1 đấy. Ôi em biết. Xong rồi. Giờ mới kêu xui xong giờ lại quá hết rồi. Bộ này nó toàn được free roll thôi anh em ạ. Tôi thua rồi. Thôi đó làm gì cả, Eco. Cũng chưa ra gấu nhỉ, xin gấu á. Đang thua à. Không có được một cái free roll nào luôn. Được quá. Thằng Ngạo 21 tiền rồi kìa, nó khỏe lắm đấy, anh em ơi. Nhìn thì thôi, không đơn giản đâu. Không có 2 sao được. Tầm 1 sao. Tầm 1 sao thì đéo gì. Nó khỏe lắm đấy. 47F1 trận này vô địch rồi. Cho xin con gấu đi. Ừ, gấu gọi được con Tinker ra này, con gấu thật là thông minh. Bạn gấu thật là thông minh. Bin 3B khỏe cái chưa kìa. Ai cũng kể. Vì 4 con 2 sao ạ. Sợ thế. Vâng rồi. Ui, mất nhiều máu quá. Không có gì luôn. Ngao khỏe lắm đấy anh em nhá. Rao sau anh em cứ cẩn thận. Xả tiền rao sau đấy. Đúng. Biết luôn. Một đống tiền rồi. Rao sau nó xả tiền chắc luôn. Ơ kìa. Không, nó vẫn thua này. Không hiểu. Hòa. Ui, nó vẫn thua này. Chết rồi. Thế thằng Ngao vô địch rồi anh em ơi. Nó nhiều tiền lắm. Nào giờ? Con gấu này không chịu gọi nhỉ? Ông u thế. Ui mẹ bèo nó có Velom à, Velom vứt đi, Velom nhãn thua. Bèo Velom á? Velom nhãn thua đâu anh ơi. Cái gì? Bèo à? Đếp được ra quái không? Có người tăng lọc quái luôn. Ờ, có khi toang lọc quái này. Ui, thằng lọc quái rồi. Ủa, thằng Ngạo toang lọc quái á. Khỏe thế mà toang rồi nhỉ. Hai cái đếm là được. Đứa xét. Ui, rồi, chết rồi. Đây rồi. Cần gọi ra gấu đâu mà ra gấu. Luôn một cái nữa. Không có gì. Đúng để F1 ra bên năm rồi. Buồn thật sự. Yếu quá anh em ạ. Ai làm gấu này, Bin 3B làm gấu đấy.
Bèo bây giờ nó đang chút thua cơ. Thôi là tôi thay đổi chiến thuật anh em ạ. Thay đổi chiến thuật một tí. Không ai ra được con gì luôn. Bình là về đồ ngon đấy. Chấm lan đấy này. Xung kích này. Thằng Ngạo xả tiền rồi nhá. À đâu, có xả đâu, tự ra mà. Sợ thế. Đúng không? Đâu, xả đấy à. Ít rồi, xả ít rồi đây. Xả rồi hả? Trông sợ cái đấy. Nhưng mà bây giờ là nó thắng rồi đấy. Nó chuẩn bị đánh chuỗi thắng rồi, khỏe lắm. Toàn 2 sao luôn. Bimabe cẩn thận, nó mất chuôi. Bimabe cũng hên lắm nhá, ra được toàn gấu luôn. Ra được khá nhiều luôn đấy. Tích được nhiều tiền phết đấy. Ờ, tích được nhiều tiền lắm rồi đấy. Có cả roll, free roll này, còn có cả ấy. Có trứng kìa. Có trứng tí đập ca lông 2. Tính kỹ vậy. Thì nó tí nữa nó vô địch rồi gì ạ. Ui Bèo yếu lắm. Nhưng mà nó vẫn mạnh hơn anh. Ờ anh ăn được con Bèo này. Bình tĩnh anh em ạ. Bây giờ phải thay đổi chiến thuật. Kinh nghiệm của trong cái trận đầu của trận 2 này là chúng ta phải đánh cẩn thận. Nhờ, đen rồi. Ủa, luôn đéo gì luôn này. Sao đen đấy nhỉ? 50 tiền kìa. 50 tiền luôn thôi. Bọn nó thế mà, thằng Ngạo với thằng Bèo đang 50 tiền luôn kìa. Thay đổi chiến thuật tí anh em ạ. Không chơi được như vừa nãy đâu. Chơi vừa nãy toang ngay. Chịu khó tí, chịu khó mất máu tí. Giữ 50 tiền luôn. Hên hên ra được 2 sao. Up cấp cái gì anh em? Gấu nhiều thế. Up cấp toang mẹ nó quái. Có khi nào toang nó quái không nhỉ? Trông giống toang nó quái lắm. Sống thì có Venom. Bị tranh bài hết rồi, rôn đéo ra gì luôn. Ui, ma lăng nhiều này. Sợ thế, rôn không ra gì anh em ạ. Luôn ta, thôi.
Anh roll hết tiền rồi, có ra cái gì đâu. Phải bỏ ra ngoài à? Đéo ra cái gì luôn ạ. Cay thật. Ôi anh phấn hết tiền mà thua rồi. Ừ thua rồi. Rốt đéo ra cái nào, gì luôn. Nào cũng kèm một con gấu á. Bây giờ hên ra là con bom thì chơi được. Ui bên bà bê mặt vái cứt ạ. Nào đây. Một phát nữa. Rồi. Nó lên 8 rồi kìa. Ta cũng xin nhiều vậy đấy. Còn ra máy bay ạ. Ừ nó cứ ra. Sao máy bay được thêm 5 tiền là gì nữa. Kêu gì. Không em rôn ra chứ không phải gấu rồi. Ui thằng Suda Vlom 2 rồi kìa. Thôi chuyện này top 8 rồi anh em ơi. May quá không chết. Cũng lên 8 hết rồi. Đùa. Cố roll được 7 để bọn này nó lên được 2 sao mà nó lên được. Trứng à. Lại máy bay nhiệt thế. Trứng nó lóc lại. Chuyện này top 8 mất rồi. Ta Vân ông 2 sao rồi. Mèo yếu lắm. Con thua. Vân ông 2 để làm cái gì đâu anh. Mày thấy. Xả hết tiền gặp Minba B biết là gặp rồi nhưng mà không làm gì được. Chán thế. Cũng biết là gặp rồi đấy. Cũng biết là gặp round này rồi đấy. Sợ quá. Ôi lại còn toang ra quái này anh em này. Ôi còn bị toang ra quái nữa quái không nhỉ? Trông sợ thế nào. Đúng là toang ra quái thật ý. Sợ mấy tức ạ. Chơi này toang ra quái rồi. Hay anh Tuấn quyết trước đi để anh em có... Có đồ hả? Có đồ. Có đồ với zone mình dễ ra hơn. Thôi từ từ bình tĩnh. Chiến đấu với phút cuối cùng như vậy. Ui mẹ toang lột quái thật đấy anh em ạ. Thì nó có cây đắng không? À không được, được rồi. Nhưng mà đồ khéo quá. À bảo có người có bộ Goblin rồi. Rồi 47F1 quá rồi. Đủ bộ K5 xong rồi. Ui ôi K5. Sợ thế nhở. Thực ra level 7 chúng ta có thể đủ. Nếu mà nó tự ra con Calong Ui như thế nào thì nóng. Thêm như đấy. Ui Goblin rồi. Xong rồi bom rồi, rồi. Và còn đông này còn sắp có hát kia. Nhìn ta mê ra bom rồi. Thôi thì anh em biết là ai vô địch ở đấy. Bom không phải thằng đông. Bom còn hơn. Thì anh em biết ai vô địch ở đấy. Chán nhỉ.
run nhẹ này. Ui, tôi đen thật đấy, tôi run mãi không ra cái gì luôn. Mà vẫn còn level 7 ý, bọn nó level 9 nữa kìa. Nhìn gặp thằng ngạo mạnh lắm. Đẩy cho mất máu màu luôn ạ. Có cái đời thủa nhà ai mẹ bọn Goblin nó đẩy mất 16 máu á. Đang phút thật. Lên 8 hay luôn tiếp đây. Lên 8 thôi. Đi B vô địch kìa. Sao là bán cá nóc nha? Bán cá lông á? Ừ. Đúng không? Đúng. 47F1 mới có cá lông. Bin 3B làm đéo có cá lông. Đâu thế, giờ gặp 47F1 là Bin 3B sẽ vãi cất rồi. Bây giờ anh gặp ai cũng đi luôn. Ui. Cơ hội cuối cùng anh em. Ui, 15 máu á. Rồi bán gấu đi. Rồi bây giờ không... Ý mới kẹo ạ. Cơ hội cuối cùng, không có gì. Anh ơi, cái trò này đang cuốn quá anh ấy. Sao em? Trò này đang cuốn anh. Ừ thì sao? Chơi tiếp. Chơi trận nữa. Thôi. Anh cái trò này nó cũng kiểu nó cũng không hay lắm ấy. Mình thắng mình mới hay chứ mà mình thua mình trông nó cứ đụt đụt kiểu đéo gì ấy, kiểu bất lực ấy. Chơi kiểu bất lực với đài. Trận này nhiều người đủ bộ thế. Ờ... Đi rồi. 19 máu đi luôn không nhở? 19 máu chắc đi luôn. Vậy lên 10 ạ. Ui còn 3 máu. Vẫn sống ở round 25. Nhưng mà toan lao quái. Đeo đánh được cái round này. Thôi toan rồi. Chịu rồi, không đánh được lao quái. Bộ này đâu phải bộ đánh quái đâu. Chập cá mấy chất kìa. Con là quái không nhở? Em đã đứng trước. Được rồi. Toàn là quái thật. Toàn là quái chết luôn nhở. Con này 3 màu đúng không? Kìa, có người chết rồi kìa. Chết theo kìa. Anh chết luôn. Anh chết luôn. Con này 3 màu á. Vãi đái thật. Sợ thật sự. Anh nghĩ là chơi kiểu này nó kiểu nó đụt lắm. Hôm sau có chơi bộ gấu thôi. Chơi kiểu nhân phẩm kiểu bộ gấu ấy. Nó có nhiều trận cái lay up, hiểu không? Trận sau bộ gấu anh ấy. Lại trận sau á, thôi. Mới có 3 giờ. 3 giờ mình rồi, điên mẹ. Vợ anh sắp dậy sách tay rồi. Cô đi luôn này. Bèo ao rồi. Đâu, thua chứ. Đâu, bèo nó bỏ hết cờ, nó bán hết cờ. À, nó bán hết cờ, nó không cho đồ. Có mà, vẫn rơi đồ mà. Vẫn rơi đồ. Vẫn rơi đồ á? Bán hết cờ luôn hết tiền. Thế là không rơi tiền. Bán hết cờ luôn hết tiền. Cá lông này đồ không phải là... Bác bom 2 nhá anh em nhá. 47F1 là 2 quả bom luôn. Sao cho 2 quả bom vào nhỉ? Như thế này. Ủa sao vừa nãy thấy hai quả bom à? Đâu à? Bom 2 rồi kìa. Vừa nãy có quả bom với cả quả bom 2, quả bom 1 cơ. Chẳng biết đâu à. Hay là lag à?
gặp hết gặp 47 gặp 1 đến gặp bên 3B. Ui nhìn có bom nó lổ kìa. Giải đi luôn không nhỉ? Đi luôn. Đập thật cùng tay luôn. Rồi. Bất lực rồi. Thấy trận trước nó hấp dẫn hơn, trận này đéo thấy hấp dẫn lắm. Trận này nhiều người phong được. Ờ, trận trước kiểu Sisu có lật kèo hay nhưng mà cũng đéo lật được. Suýt. Nhưng mà hay, nó hấp dẫn. Trông nó cách cấn. Chuyện này nó cứ đều. Nhưng mà sao vẫn chưa cắt chuối được của Bin 3B nhỉ? Ngạo mạnh quá chứ. Lại có can đâm phù nữa. Không, không có 6 con linh là vứt mà. Sao Bin 3B nó mạnh thế nhỉ? Đi ra đi đi. Đi hay không đi thì cũng thế thôi, có được top 1 đâu. Làm sao nhau. Em chết rồi này. Bin 3B thua rồi này, mất chút thế này. Ờ thì có bom 2 mà. Bom 2 lại còn hai cái ấy kia. Ui, làm to lắm. Bây giờ roll ra bom 3 được á. Để tiền roll bom 3 không ơi. Thật. Kìa hai quả trứng rồi. Ba con bom nữa. Ba con bom nữa thôi ông ơi. Chơi quả bom 3 mãn nhãn đi ông ơi. Chẳng mấy khi. Được. Có phần trăm ra con bom 3 không? Trận trước kéo từ round 41 cơ mà. Từ bây giờ đến round 41 chả nhẽ không ra được thêm 3 con bom. 50 tiền. Đúng không? Mua được bom 2 à. Từ giờ mình kéo ra được 41 thoải mái à? Luôn. Đập đấm rồi lên cục tay. Trời ơi, bây giờ em được bắn đi. Rốt bom 3 nào. Rốt ông ơi. Tranh thủ rốt đi. Vẫn không tranh thủ roll à? Đây là kiểu roll bom 3 bằng roll chay nhá. Không thể dùng công nghệ mech luôn. Ui. Ui thôi xong rồi. Bom 3 rồi. Thế thì chỉ cần một quả trứng và một con bom nữa thôi. Một quả trứng và một con bom nữa. Một quả trứng với một con bom nữa ông ơi. Ui còn 69 tiền ạ. 69 tiền với cả tranh thủ roll đi không là tí nữa. Ui. Ui trứng nữa. Ủa kìa Tinker kìa. Roll nhanh lên, roll nhanh cái tay lên. Bán luôn hả? Tôi còn nhiều máu. À còn này còn nâu. 3 round nữa thôi là trừ một lửa máu rồi á. Roll mẹ đi. Thôi để sau ạ. Sao lại để gấu mết ở dưới kìa? Đâu đâu? À nó tự hiện ra. Không để ý. Tự hiện thì nó vẫn phải để mà. Rao sau phải bán đi. Ờ rao sau bán đi. Cái này là nó do nó tự hiện. Không để ý. Cái này là không để ý thôi. Bán con gấu mết đi. Đâu gấu mết đâu? Sao mình đéo nhìn thấy nhở? Vứt đồ cho gấu mết kìa. Ờ thế bán ai đi. Chơi thế? Bán gấu mết đi. Ơ, bom nó ra này. Rút mạnh phá mấy phát lửa đi cho ra con bom nó đập trứng luôn. Ui 11 con ơi. Bán con Tinker đi. Bom mà được. Vẫn được. Một con bom nữa. Một con bom nữa là bom 3 rồi. Bốn quả trứng nữa còn đâu. Không cần đâu. Nhanh lên. Nên cho nó đẹp chứ còn.
Rồi thì thắng rồi. Roll mạnh cái tay ông ơi, nhanh lên hết giờ rồi. Hết tiền đi. Hết tiền luôn như gì vậy? Ui. Ui. Thế là lại cứ bị thừa quá. Một con bom nữa thôi. Thôi tham gì còn tê lom nữa không? Thôi, bom cho ra đi. Kìa, thiếu một con. Thiếu một con thôi, thiếu một goblin. Ơ, đéo ra được bom 3 này. Đen nhỉ? Vãi cả đen. Đen thế. Ui, chết rồi. Đẩy một phát 25 máu không ạ? Hết tiền rau này thôi. Cá lông 2 này, được, đập luôn. Vẫn đủ, vẫn đủ chứ. Vẫn đủ. Ui. Dấu hiểu. Như một trò đùa. Khấm mấy. Như một trò đùa. Không có cơ hội rồi, 25. Dấu hiểu cái gì ạ? Áp trứng 3, ờ tại sao không áp trứng 3? Áp trứng 3 chỉ cần một con thôi. Chỉ cần một con bom thôi. Thử đi, ơ, biết đâu thế thật. Anh em đã bao giờ áp được trứng 3 chưa? Đừng có nói thế, chưa giờ áp được thì đúng rồi. Đúng rồi. Thằng nào bật ra ngoài to nhỉ? Trứng không áp được dù ra tắt ra ngoài đi. Kéo đéo to. Trứng 3 đã đứa nào lên được đâu. Không áp được trứng 3, trứng chỉ có áp được lên 2 thôi. Sao biết? Anh nhìn ở trong kho tướng ấy, nó chỉ hiện lên trứng 2 thôi. À thế ạ. Anh không biết, anh tưởng nó áp được trứng 3, áp được quả trứng 3 thì thôi. Nhưng mà áp trứng 3 cũng khác đéo rồi, có 5 tiền đâu nhở? Cũng 5 tiền 3 sao, tính phết. Content lông này, à. 3 giờ sáng vẫn còn 50 mấy người xem ạ. Không hiểu. 50 mấy ngày này chắc ngủ quên. Nó đâu rồi. Vẫn không lên. Bây giờ bán hết. Bán hết roll bomb. Bán hết solo. Vẫn không lên được. Mất 50 nữa. Rồi. Bán nó còn VLOM 1 đi, roll. Thôi, không mua được mà. Thôi, đành phải chấp nhận. Hôm nay vẫn lời được 30 nha. Lý. Hợp lý. Đấy là trường hợp là tìm được ấy nhá, tìm được Sơn Nguyễn thì mới lời được. Còn Sơn Nguyễn nói cho vui thì thôi, thì chắc là bạn ấy cũng sẽ tìm anh để trao giải thôi. Chứ người ta nhắc lên kèo 3-4 lần, anh tin Sơn Nguyễn. Chơi nữa nhở? Làm trận nhân phẩm gấu đi anh em. Đang xem thì bây giờ 3 giờ thôi, nghỉ đi. Anh nói chung là bây giờ tầm này vợ anh hay dậy lắm. Dậy đi vệ sinh các thứ ấy. Đó, không được hay ho lắm. Anh em ạ, thôi nhá, nghỉ hôm nay xấu quá rồi. 3 giờ. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Cảm ơn các anh em kênh chat và cũng cảm ơn các anh em GTD. Đấy, hẹn gặp lại anh em vào cái buổi livestream lần sau. Đây có đủ người đâu, có đủ người mà. Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay, đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40%. Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá FLEX050, bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chần chừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi.